Hello cả nhà, hôm nay em Thủy quay trở lại và giới thiệu với cả nhà một cái serum rất rất là kỳ diệu nha mọi người. Thật sự luôn, trong quá trình mình sử dụng cũng như là khi mà được học chuyên sâu về những cái dòng serum như thế này thì mình cảm thấy đây là một cái chiếc serum rất là xịn sò, rất là đỉnh cao luôn, và mình không thể nào là không chia sẻ cho mọi người được ha. Và tại sao cái em này nó lại là trở thành một cái serum rất là hot trong thời bây giờ mà một ít số ít các bạn là hầu như là không có biết đến cái serum này, thì lý do là em này không có được giống như là trưng bày ở những cái store hoặc là những cái cửa hàng, mà em chỉ được bán từ trực tiếp từ công ty của hàng mà thôi. Thì đây là những cái chứng chỉ mà em ấy đạt được ha, lát mình sẽ nói về những cái chứng chỉ này sau. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người biết được vì sao cái em serum này là một trong những cái em serum mà mình rất là thích và rất là muốn chia sẻ với mọi người. Và cái dòng serum này thì nó sẽ thích hợp với tất cả mọi người, đặc biệt nha, đặc biệt là với những cái làn da là khô sạm nám, những cái làn da mà đang treatment, tức là đang điều trị, cũng như là những cái làn da mà chúng ta đang phục hồi, cần dưỡng và tái tạo nhiều, thì mọi người nên đưa cái em serum này nha. Và cái lý do mà serum tóc tóc này được mình rất là thích trong cái quá trình là mình điều trị da cho khách ở nhà cũng như tại spa, vì cái em này nó chứa rất là nhiều những cái thành phần bắt đầu của thế giới nha mọi người. Một trong những cái thành phần đó là cái thành phần adenosine. Thì mọi người biết cái adenosine này nó là hoạt chất vàng trong cái làng mỹ phẩm nha. Và khi mà một cái sản phẩm nào đó trên thị trường mà có chứa thành phần này thì đa số là chúng ta sẽ biết được là cái sản phẩm này nó tốt như thế nào. Và adenosine thì nó có khả năng là kích thích những cái mô tế bào collagen sẽ sản sinh trên da của chúng ta, đồng thời là nó sẽ làm cho da của chúng ta được săn chắc, cải thiện rất là nhiều trong quá trình chúng ta bị lão hóa da ha. Vì mọi người biết là collagen nó chiếm rất là cái tỷ lệ rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta bị lão hóa da, và cũng là một cái thành phần tự nhiên được chiết xuất từ tế bào gốc sống của thực vật nha mọi người. Tất cả những cái sản phẩm mà khi sẽ là sản xuất thì sẽ được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và từ thực vật hết nha cả nhà, không có dùng động vật. Vì mọi người biết là một số những cái tế bào gốc mà từ động vật đó, khi mà chúng ta đưa vào trên cơ thể của con người mình nó sẽ không được tương thích ha. Còn tế bào gốc mà chiết xuất từ thực vật thì đa số là tương thích với cơ thể của người của chúng ta, mà nó không có gây bị đào thải đó mọi người. Và một trong những cái thành phần mà mình muốn nói nhất đó chính là volufiline. Thì mọi người có thể là nghe cái từ này rất là lạ đúng không, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta biết được thì chúng ta có thể check ở trên Google, check ở trên những cái thông tin mạng, thì chúng ta sẽ biết là volufiline này nó cực kỳ đắt đỏ luôn, và nó là một trong những cái thành phần là có khả năng là tái tạo ra những cái vùng da bị thiếu hụt collagen, thậm chí là nó có thể là hỗ trợ lấp đầy được những cái vấn đề là sẹo rỗ của chúng ta nữa. Thì volufiline được dùng rộng rãi trong các hãng mỹ phẩm dùng để dưỡng da chuyên sâu mà không có gây tác dụng như là progesterone hoặc là estrogen nha mọi người. Và volufiline thì có khả năng là tuyệt vời khi mà nó sẽ tạo ra những cái tác động giúp cho tăng sinh collagen, đồng thời là sẽ tái tạo lại những cái khuyết điểm trên bề mặt cấu trúc da, và nó được chứng minh rằng có thể tác động lên những cái phần mô mỡ của chúng ta nữa, giúp làm đầy những cái mô mỡ này và tăng sinh cái mô mỡ của chúng ta lên. Thì mọi người thấy là sau cái độ tuổi là từ 25 trở đi thì cái tốc độ lão hóa của chúng ta bắt đầu có rồi, và tùy giai đoạn thì mỗi năm chúng ta sẽ bị mất đi những cái thành phần collagen, elastin hoặc là cái mô mỡ của chúng ta nó cũng sẽ bị teo dần đó. Thì cái này nó sẽ bổ trợ và hấp thu cũng như là tái tạo cho chúng ta để giúp cho khuôn mặt của chúng ta trở nên căng bóng và đầy đặn hơn ha. Và cái thành phần volufiline này thì khi mà nó chiếm 5.000 ppm thôi là cái sản phẩm nó đã rất là đắt đỏ rồi nha mọi người, nhưng trong cái serum bóp bột tóc tóc này của nhà em thì chứa tới 50.000 mọi người ạ. Đó, 50.000 ppm thì mọi người sẽ đo được cái đơn vị của cái volufiline này ở trong sản phẩm ha. Ngoài ra thì em nó còn có bổ trợ thêm những cái thành phần rất là quen thuộc như là niacinamide nè, hoặc là acid hyaluronic. Và một trong những cái thành phần nữa đó là phức hợp của năm loại peptide giúp cải thiện và đàn hồi kết cấu da. Vì vậy đây là một cái sản phẩm cực kỳ tốt trong cái quá trình mà chúng ta muốn chống lại lão hóa, gọi là sản phẩm chống già đó mọi người. Khi mình cơ thể hoặc là da mặt của chúng ta có cái sự lão hóa xuất hiện thì mọi người sẽ thấy là bắt đầu có sự sạm nám nè, da khô hơn nè, hoặc là những cái nếp nhăn nó bắt đầu xuất hiện. Thì không phải lúc đó là mọi người mới bắt đầu đi tìm những cái sản phẩm này đâu, mà chúng ta cần phải bổ trợ cho da của chúng ta khi mà chúng ta bước vào cái tuổi 25 nha mọi người nha, chứ không thể nào đợi đến lúc mà chúng ta 30 mấy tuổi, chúng ta 40 mấy tuổi và chúng ta bắt đầu lão hóa đi rồi, chúng ta nhìn thấy được bằng mắt thường rồi thì mọi người mới bắt đầu đi tìm, thì có khi là muộn rồi nha mọi người. Đó. Và đây là những cái chứng chỉ mà sản phẩm đạt được ha. Đây là chứng chỉ GMP cho cái công ty sản xuất ra dược mỹ phẩm nha mọi người. Và GMP là một cái chứng chỉ để nói về thuốc chúng ta sử dụng đó. Mà đây là một cái sản phẩm mỹ phẩm mà được chứng chỉ GMP, thì mọi người biết đây là một cái công ty sản xuất dược mỹ phẩm nha. Và đạt được cái chứng chỉ là excellent, tức là xuất sắc ở Viện Da Liễu của Đức nha mọi người. Do đó mà sản phẩm này đã được test và kiểm định rất là khắt khe. Vì vậy mà được sử dụng trên tất cả các làn da luôn, ngay cả làn da của trẻ nhỏ cũng không có bị ảnh hưởng gì nha. Có con nhỏ mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này mà bé nó lỡ hôn mình, hoặc là nó lỡ đụng chạm tay của nó vào da mặt của mình mà có lỡ dính cái sản phẩm này, sau đó bé có thể bé vô tình thôi đưa lên miệng thì cũng không ảnh hưởng gì đâu nha mọi người. Đây là một cái sản phẩm rất rất là an toàn và không có gây bất kỳ cái tác dụng phụ cũng như là dư thừa độc tố gì trên da của chúng ta cả, do đó nó rất an toàn ha. Và đây là những cái chứng chỉ đạt tại Hàn Quốc. Đây là một cái chứng chỉ là
của gọi là một cái sản phẩm thân thiện với tất cả những cái gia đình ở Hàn Quốc đó. Và đây là một cái sản chứng chỉ của Mỹ. Và ngoài ra thì sản phẩm Bubble Totoc còn đạt rất là nhiều chứng chỉ khác nữa, trong đó có một cái chứng chỉ là an toàn với cả thiên nhiên môi trường đó nha. Tức là khi mà bao bì sản phẩm này mọi người bớt ra ngoài môi trường thì nó cũng sẽ không có gây độc hại gì cả, và nó có thể tái sử dụng cũng như là phân hủy được nha mọi người, rất là an toàn luôn ha. Và cái cách sử dụng sản phẩm như thế nào thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người để sử dụng sản phẩm Bubble Totoc nha.